Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhịp đập thị trường. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Không nên quay lưng với thịt lợn trước thông tin có dịch tái xanh. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gỗ và thủ công mỹ nghệ. Tu hài chết trên diện rộng ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dịch tay xanh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, trung bình một tuần có thêm một tỉnh mới phát dịch. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm mới diễn ra tại Hà Nội. Cả nước hiện còn 5 tỉnh gồm Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình và Lai Châu có dịch tay xanh chưa qua 21 ngày. Trong đó tại Bắc Ninh, dịch vẫn có diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch lây lan rộng. Trước tình hình này, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Tôi đề nghị Cục Thú y là các anh phải tập trung hết mọi lực lượng của các anh, và tôi đề nghị là viện thú y cũng tham gia vào cuộc, cử cán bộ và đặc biệt là Cục Thú y rồi các trung tâm thú y vùng. Chúng ta cử cán bộ chúng ta nằm cùng với địa phương để giám sát cái chống dịch của các anh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cũng yêu cầu các địa phương trước mắt cần kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển, ngăn chặn việc bán chạy lợn nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch. Bên cạnh đó, hệ thống thú y và chính quyền địa phương chủ động rà soát diễn biến dịch bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch tai xanh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu Cục Chăn nuôi kiểm tra chặt chẽ các trại giống khu vực đồng bằng sông Hồng, nghiêm cấm vận chuyển giống ra khỏi vùng có dịch. Không nên vì lo ngại dịch lợn tai xanh mà quay lưng với thịt lợn, bởi lẽ dịch lợn tai xanh không hề gây bệnh cho người. Đó là khuyến cáo của các cơ quan chức năng khi mà người tiêu dùng đang lo ngại trước thông tin dịch bệnh tai xanh ở lợn. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức khẳng định virus gây dịch lợn tai xanh không hề lây bệnh cho người. Vì vậy, ăn thịt lợn đã nấu chín hoàn toàn có thể yên tâm. Đại diện Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục Thú y cũng nêu rõ, bệnh tai xanh không lây sang người, có trường hợp ăn thịt lợn bị bệnh là do lợn nhiễm liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, liên cầu khuẩn cũng chỉ lây sang người khi ăn tiết canh và thịt sống. Bên cạnh đó, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các địa phương đang có dịch, lợn nhiễm bệnh tai xanh cũng sẽ bị tiêu hủy, không được phép lưu thông trên thị trường. Vì vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng không nên lo lắng về dịch tai xanh mà bỏ qua loại thực phẩm quen thuộc này. Khi mua thịt lợn, người tiêu dùng nên mua thực phẩm ở những cửa hàng tin cậy. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp gỗ và mỹ nghệ trên cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã phải đối mặt với sản xuất đình trệ, sản phẩm xuất khẩu gần như không có lãi. Làm thế nào để ngành sản xuất gỗ phát triển là vấn đề các doanh nghiệp chế biến gỗ trăn trở nhất vào lúc này. Lượng khách tìm đến khá nhiều, song hợp đồng lại ký được rất ít. Đó là nghịch lý của các doanh nghiệp chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là chi phí đầu vào tăng quá cao, trong khi khách hàng chỉ trả với giá thấp, nên nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ chỉ dám ký những hợp đồng nhỏ ngắn hạn. Các doanh nghiệp này phải lựa chọn hoặc là bán máy móc nghỉ sản xuất, hoặc là xoay sở tìm mọi nguồn vốn để duy trì sản xuất. Nhiều doanh nghiệp phải tìm mối liên kết hoặc cơ cấu lại sản xuất để tồn tại phát triển. Trong cái đợt này thì chúng tôi có liên kết với hai cái đơn vị, là một cái công ty chuyên sản xuất về cái ngành cửa an toàn và một cái đơn vị là cũng trong cái ngành nội thất về nhà bếp, để phát triển những cái sản phẩm mới, mà hiện nay những cái sản phẩm này nó rất là ưa chuộng ở nước ngoài. Tuy nhiên đối với Việt Nam nó còn rất là mới, thì chúng tôi qua đây để kết nối những cái doanh nghiệp như vậy. Hợp tác phát triển với các nước trên thế giới có thế mạnh về gỗ để tìm những hướng đi mới cho ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam là điều mà các doanh nghiệp gỗ và mỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm hiện nay. Bước đầu thì cách làm này đã mang lại những kết quả khả quan cho ngành gỗ ở thời điểm hiện tại. Xúc tiến hợp tác kinh doanh với ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của Ý, một đất nước phát triển và nổi tiếng về thiết kế đồ gỗ, đã đem lại cho các doanh nghiệp gỗ và thủ công mỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh những cơ hội mới. Nếu mà tin vào cái chỗ là hai bên mà ngồi lại và hợp tác với nhau á, thì có thể tạo ra được một cái bước mới cho cái ngành chế biến gỗ. Liên kết với các đối tác để duy trì phát triển sản xuất là giải pháp của ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ lúc này. Nhưng họ vẫn cần những chính sách hỗ trợ vốn hợp lý để doanh nghiệp mở rộng hướng xuất khẩu sang thị trường mới có tiềm năng. Trung Quốc, Nam Mỹ, Ấn Độ, những nước có dân số lớn và nền kinh tế đang phát triển là những thị trường mà ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ mở rộng thị trường trong tương lai.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp tại các địa phương vẫn có những kết quả kinh doanh khả quan, đóng góp vào sự phát triển chung. Tỉnh Tiền Giang là một ví dụ. Trong 5 tháng đầu năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 40% kế hoạch cả năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Tiền Giang tăng mạnh nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị sản lượng trên 1.000 tỷ đồng, tăng trên 52% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên nhờ sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp mới đầu tư và đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Tân Hương, như công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Đức Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Freeview Industry, công ty cổ phần Quảng Việt. Đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế chung, nhưng đã nỗ lực vươn lên, kiện toàn trang thiết bị, nâng chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Trong 5 tháng qua, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện gần 3.500 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó khá nhất là các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu như công ty Việt Phú, công ty Gò Đàng. Bên cạnh đó, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển khá, góp phần tăng nguồn hàng hóa cung ứng cho tiêu dùng và xuất khẩu, giải quyết lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Tỉnh có 13 làng nghề đang được công nhận, trong đó nổi bật gồm đóng tủ thờ, đan nón giỏ bằng buông, làm bánh mứt kẹo, làm đồ mộc và đóng ghe xuồng. Chỉ còn chừng 2 tháng nữa là đến mùa thu hoạch tu hải. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, người chăn nuôi tu hải ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh luôn ở trong tình trạng lo lắng vì hiện tượng tu hải chết hàng loạt trên diện rộng và vô phương cứu chữa. Những con tu hải chết đen và thối rữa như thế này đang khiến cho người chăn nuôi ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lo lắng về nguy cơ một mùa thu hoạch trắng tay. Tôi thả thu hải là một lồng là 50 con, bây giờ chỉ còn khoảng độ 5-6 con, nó chết nhiều quá, mới do nguồn nước. Số thu hải này được nông dân bắt đầu thả giống từ tháng 5 năm ngoái, dự kiến đến tháng 7 năm nay thu hải sẽ cho thu hoạch. Năm 2011, người dân Vân Đồn thả nuôi 60 triệu con thu hải, tăng cao gấp 3 lần so với năm 2010. Để có được lượng con giống trên, người dân đã phải nhập giống từ rất nhiều vùng miền Bắc, Trung, Nam, thậm chí phải nhập từ Trung Quốc về, không kiểm soát nổi nguồn giống. Chính vì vậy, khi thu hải chết hàng loạt đã khiến nông dân lo lắng về một mùa trắng tay hoàn toàn. Những cái con mà đưa từ miền Trung ra mà sản xuất theo cái phương pháp ở miền Trung ra mà không kiểm soát được thì gần như là chết hết. Thì đây là một điều cũng là khuyến cáo, tôi cũng đã là phó chủ tịch hội nghề cá của tỉnh, cũng đã nhiều lần cũng kiến nghị và khuyến cáo toàn thể các hộ nuôi là cảnh giác cái này, nhưng mà do sức ép của con giống và thực ra doanh nghiệp có thể cũng không đáp ứng đủ được cái nhu cầu con giống cho vùng, cho nên là bà con thì cứ thấy ở đâu giống rẻ giống có là mua. Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện cái việc tức là lấy mẫu các bệnh phẩm thu hái chết và gửi trung tâm cảnh báo quốc gia để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên việc là thu hái chết thì có rất nhiều nguyên nhân, nhất là đối với động vật thủy sản thì có hai cái nguyên nhân chính: một là ảnh hưởng tác động của môi trường xấu đến việc nuôi thu hái, vấn đề thứ hai là thu hái có thể chết do nguyên nhân do vi sinh vật, virus hoặc dịch bệnh. Thế với trách nhiệm của ngành thú y là chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và gửi xét nghiệm và sau đó sẽ thông báo kết quả cũng như là thực hiện các biện pháp khuyến cáo. Huyện Vân Đồn cũng đang mời các nhà khoa học thực hiện việc đánh giá tác động môi trường, tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất để tìm ra phương pháp chăn nuôi an toàn, ổn định cho nông dân. Kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, song lại cho thu nhập khá. Đây là những ưu điểm của nghề nuôi ong. Nông dân ở một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đang phát triển hiệu quả nghề này. Ở Nghệ An, mỗi hộ nuôi ong thường có từ 15 đến 30 đàn, nuôi ngay trong vườn nhà hoặc vườn đồi. Theo tính toán của người nuôi ong, nếu nuôi tốt, mỗi năm, mỗi đàn ong cũng cho thu hoạch từ 20 đến 35 kg mật. Với giá bán như hiện nay là 50.000 đồng 1 kg, thì nghề nuôi ong cũng là nghề mang lại thu nhập khá cho người nuôi. Hiện nay ở các huyện như Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương và một số địa phương khác, số đàn ong nuôi ở mỗi địa phương lên đến hàng nghìn. Nuôi ong có nhiều ưu điểm như tận dụng được điều kiện tự nhiên tại địa phương, không tốn nhiều công chăm sóc và tiền của đầu tư như nuôi những con vật khác, trong đó lại góp phần bảo vệ môi sinh, môi trường. Tuy nhiên hiện nay nghề nuôi ong tại Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung đang gặp khó khăn do môi trường nuôi bị ô nhiễm, trong đó có việc phun thuốc trừ sâu vào đồng ruộng làm cho nhiều đàn ong phải bỏ đi. Trong khi đó, nông dân gặp khó khăn trong việc nhân đàn ong, tạo ong chúa và phòng trừ bệnh hại cho ong.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhịp đập thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.